mà mặt ca rít vẫn thờ ơ ha, coi như không quan tâm tới cái chuyện xuất hiện của Sam. Anh đứng coi giống như là bè bọt bay trôi vậy. Nói gì với người ta cái thằng này chị? Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được, nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Ngày hôm nay em thấy phong cách của chị như thế nào? Thấy bị sợ. Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Còn Karik, thấy em có vẻ rụt rè quá. Rồi làm sao em vô đây em có thể em gọi là có thủ sẵn mọi dao, búa, gươm, giáo này kia để mà đối địch trị lại với những con người này. Anh nói sao vậy? Karik đâu có dao, gươm gì đâu. Nó có xiềng xích. Đây hả? Dạ vâng, nó có xiềng xích. Thì thực ra thì do em chưa quen mọi người không khí ở đây ấy, từ từ em nghĩ cái gì nó cũng phải có thời gian từ từ mọi người quen rồi đến khi em sau quen đó hết thì chương trình đó em phải thích ứng sớm em nha. Bây giờ nè, hai chủ nhà muốn mời ai về với đội mình đây, Karik hay là Hansara? Sao em thích ai? Karik. Mà Sam nó mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam cái mặt của mình thể hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy. Sao Trường Giang? Cháu nó muốn quá rồi. Cháu nó đang mê quá rồi. Karik, bây giờ anh cho em nói tiếng lòng không? Nhiều khi người ta tướp chưa có hỏi ý kiến của chàng trai. Em dòm Hoàng Thùy với Sam, em có gu với dài hay ngắn? Anh làm như vậy là người ta ép xong người ta tình em không nói về gu phụ nữ, em nói gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Gu đàn ông được không ạ? Đúng là siêu diễn luôn nha, ứng biến luôn. Rồi cảm ơn em, mời em về chỗ nè. Đó, nó nghe là Thành ơi, làm gì mà chà lết dữ vậy Thành hả? Anh ơi, muốn dòm coi người ta ra làm sao đúng không? Muốn thật phải giật được đạo. Còn bé Sa mày nè, mắc gì mày cũng phải nghiêng ngang, nghiêng ngửa được kiên chi mệt vậy? Em nhìn cái miệng. Thôi bây giờ vậy đi ha, khó khăn quá. Thấy cái địa hình hai đội này có bộ không có ổn nha. Em thấy là, em nghĩ vậy mới số 2 là hay không ai? Em nghĩ là hay. Em không hợp với anh rồi đó. Nãy giờ hai đứa toàn ý nghĩa trái ngược. Đúng rồi, cái gì mà nó trái chiều trong suy nghĩ rồi ý kiến rồi. Bé Sam nó nghiêng qua như là dòm chóc mặt cho nó luôn vậy đó. Thôi mấy giờ đổi đội đi, chơi không? Đổi gia đình đi, đổi thành viên đi. Đúng hả? Mà nãy giờ chỉ có một mình anh Giang là trái chiều với tất cả mọi người thôi. Mình chuyển đi chị. Thôi bây giờ đừng đồng đội em nè. Thùy, anh nói thật với em á. Thùy, em qua đây. Thùy em qua đây. Gia đình Thùy, gia đình hạnh phúc nè. No, cái gì vậy? No. Cái gì mà một chùm vậy? Đội có 5 đứa chứ nhiều. Cái gì mà giống như gia tộc họ Quỳnh vậy? Đội có 5 đứa à, không có nhiều trăng à. Thôi bây giờ về đi, Thanh sẽ ra về chỗ Hoàng Thùy, qua bên đây ngồi đi em nè. Thử đi. Ừ, hệ đi. Thử đi. Thử đổi gió coi sao. Hợp cả cái ngồi luôn cũng được nha. Karik với Sam đang độc thân, em vừa thoải mái đó. Mà mặt Karik vẫn thờ ơ ha, coi như không quan tâm tới cái chuyện xuất hiện của Sam luôn. Anh coi giống như là bè bọt bay trôi vậy. Nói gì với người ta cái thằng này chị? Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được, nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Trời ơi. Trời ơi. Y như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy đó. Người ta từ bỏ một người đàn ông cào cấu đi qua đây gặp em bây giờ. Chào em. Không, thường là cái bước đầu lúc nào người ta cũng thẹn thùng như vậy hết. Em bạo quá sao? Karik, em thấy sao? Em thì em thấy bạn ấy hát không hay. Tại lúc này cái cách bạn nhép miệng ấy, bạn cứ đứt hơi, đứt quãng giữa chừng luôn. Nó tạo em cảm giác là bài này không hay. Đúng rồi. Và anh này hồi nãy có cái nhịp riêng của anh nha. Đó là một thói quen hát của anh ta nha. Tôi thấy đó là thói quen hát của anh ta. Và thói quen đó là thói quen hát dở. Phân tích sau khi phân tích quá trời luôn. Rồi phán câu thói quen hát dở hả? Không đó. Sam sao em? Karik nói là không hay. Em cũng nghĩ như vậy. Trời ơi. Karik à, Sam đang phát biểu với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành, đã có công ăn việc làm ổn định nhưng chưa có gia đình. Trường, em nên hết sức để ý về thông điệp đó. Trời ơi, hôm nay hai anh như là hắc bạch vô thường vậy. Hắc bạch vô thường thì thường phải đi chung với ngu đầu mã diện đây.
Vũ Mã Ma Dương. Hôm nay là em theo style là Mickey. Người ta gọi đây là size trẻ trâu. Đúng. Hình tượng này thì hai anh thấy như thế nào ạ? Nói chung là nó cũng hợp với em lắm ha. Dạ vâng, em biết. Đây là hai tòa lâu đài thêm rèm cửa nè. Trời đất ơi, tuyệt vời. Học đâu không học, Diệu Nhi, đứa em gái của tôi. Trời ơi, làm cái tóc giống Diệu Nhi ghê, em biết rồi. Tại sao ngày hôm nay em lại để cái mái tóc như thế này? Ai biết. Là tại vì khách mời ngày hôm nay rất đẹp trai. Và cái mái tóc này như thế nào? Cái mái tóc này gần giống với lại người yêu của anh ấy. Wow. Em biết là sẽ tạo được ấn tượng với anh ấy. Người yêu của Diệu Nhi là anh Đức mà. Đó là người yêu cũ thôi anh ơi. Anh Đức là người yêu rồi. Cũ. Còn bây giờ người yêu mà đương nhiệm nè. Người yêu đương nhiệm. Trời đất ơi. Là anh xin mời ca sĩ Anh Tú và diễn viên Quỳnh Lan. Diệu Nhi không thích điều này. Ủa? Ủa ra rồi. Ủa kỳ vậy. Đó em đang bị hoang mang ra rồi. Ủa giới thiệu cũng hai tên cùng ra mà sao tự nhiên em nằm ở ngoài rìa xã hội vậy? Chào, tôi lo bạn bè tự nhiên chụp nó này. Cái thằng này đẹp. Sam chụp em chứ em đâu chụp Sam đâu. Sam ơi, Sam giữ tự trọng. Một người ra người ta lịch sự thì không hề giới thiệu gì đó, đói hoài với người ta để giới thiệu người ta đi. Tú ơi, ngày hôm nay em thấy phong cách của chị như thế nào? Trời ơi, đâu có phải gọi là đẩy đưa không vậy? Thực sự thì ngay từ lúc mà đứng trong kia em nhìn chị là em đã thấy bị sợ. Vừa lắm. Cho vừa làm mái rồi Mickey rồi. Ủa, tại vì em biết là hôm nay quay chung với Tú nhỏ hơn em cho nên là em cố tình là làm cho trẻ như vậy mà. Chính, vì vậy mà em sợ, đừng gắng làm nữa. Chưa. Anh Thành kinh nghiệm làm MC những trường hợp mà bị khách mời ta sỉ vả và phải qua khách mời khác liền để tránh tổn thương thêm. Bởi nè, Lâm nè. À. Chị đi đóng phim hoạt hình đi. Em nhìn chị giống con Salomon á. Thủy thủ mặt trăng á hả? Thủy thủ mặt trăng á. Cái này mà mặt trăng gì được? Gì anh? Cái này thủy thủ mặt trận. Cái đáng yêu lắm mà mọi người, mọi người không cảm thấy em đáng yêu hả? Nếu mọi người đã không thưởng thức được nét đẹp ngày hôm nay của em. Trời, không ai chịu nổi đâu chị ạ. Mình tiếp thẳng vấn đề đi.